Xin chào anh em, trên tay tôi đang cầm đây là chiếc Virtus Signature S Cloud de Paris. Có một số điều mà anh em có thể là chưa biết về chiếc điện thoại Virtus Signature S Cloud de Paris này. Là dòng Cloud de Paris này là dòng đời mới. Nó sẽ khác so với cả cái dòng 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 các dòng Signature S khác như ở cái bàn phím. Bàn phím của Cloud de Paris như chúng ta nhìn thấy đây là nó hàng hàng bàn phím nó sẽ không có hàng phím phụ ở hai bên như này. Đây là hàng phím phụ ở hai bên, trong khi đó Cloud de Paris là nó trơn luôn như này. Thiết kế Cloud de Paris này nó có điểm đặc biệt là nó được tạo bởi 1580 cái chi tiết hình hình phản quang. Những cái chi tiết phản quang là khi mà ánh sáng nó chiếu vào những cái ô này thì nó sẽ tạo ra cái sự phản chiếu của ánh sáng rất là đẹp, giống như kim cương của chúng ta sẽ dùng nhiều cái lát cắt để tạo ra sự phản chiếu của ánh sáng. Chiếc điện thoại Cloud de Paris này được tái hiện lại cái sự lung linh huyền ảo của cái thành phố Paris của nước Pháp. Như chúng ta đã biết là Paris của nước Pháp đó là kinh đô của ánh sáng, vì vậy nên là chiếc điện thoại Vertu này nó sẽ tái hiện lại cái sự lung linh của Paris nước Pháp. Bởi nó được tạo ra bởi là những cái phản xạ ánh sáng chiếu vào trong cái mặt lưng này hoặc là hai cái thanh khung khung bên sườn như này. Chiếc Cloud de Paris, đây là một chiếc điện thoại Vertu Cloud de Paris chính hãng nội vỏ chứ không phải là nhái, không phải fake. Để biết chính hãng hay không thì anh em có thể ấn nút bên sườn này lên dòng chữ Concierge này là chính hãng. Ngoài ra là anh em có thể kiểm tra của máy chính hãng hay máy fake bằng cách là anh em ấn nút âm lượng này, nó lên từ 1 đến 10, có số 10 đây này thì nó là máy chính hãng, còn đâu nếu mà nó lên từ 1 đến 7 thì nó chỉ là hàng fake thôi. Có một cách nữa anh em có thể kiểm tra bằng cách là vào lệnh sao thăng 9 2 7 10 2 6 8 9 thăng. Thế khi mà ấn lệnh này thì nó sẽ lên cái dòng số email ở trên cùng này, serial number email này thì là máy chính hãng, còn đâu một số dòng máy fake là nó lên chữ serial number này, sau đó là dòng này trống trơn luôn, nó không có số email đây thì là máy fake. Còn một số cái dòng fake khác thì ấn cái mã lệnh sao thăng 92702689 thì nó không ra. Tuy nhiên là một số dòng máy fake đời mới thì nó có ra nhưng mà nó không ra được cái số email 92702689 8, 9 thăng. Sở dĩ tại sao nó hàng fake nó không ra được số email là bởi vì nó không dùng con chip của Vertu. Chip Vertu thì nó sẽ đi cùng với phần mềm Vertu, thì hai cái chip và phần mềm nó nhận được nhau thì nó hiển thị được số email đây. Còn nó hàng tàu ấy thì nó thì là cái phần mềm của nó khác hẳn và nó không ăn liền với cả cái chip của máy ấy, điện thoại tàu. Vì thế nên là cái hàng tàu ấy nó chỉ lên cái mã lệnh thôi, sau đó là nó không lên được email, nó không ăn khớp được với nhau. Vì thế là anh em khi mà mua máy thì cần lưu ý những cái điểm để chúng ta phân biệt, để tránh việc mua phải cái hàng 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 nhái, hàng super fake mà lại phải bỏ ra số tiền lớn. Đây là chiếc Virtu Signature S Cloud de Paris. Hiện nay thì chúng tôi đang bán là giá rẻ nhất, cam kết là giá rẻ nhất trên thị trường. Giá chỉ có từ 20 đến 30 triệu đồng một chiếc máy Cloud de Paris như này thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 096 509 6886 hoặc là kết bạn nhắn tin Zalo với chúng tôi qua số điện thoại 096 509 6886. Nếu anh em mà thấy video này hay và hữu ích thì hãy ấn like, hãy đăng ký kênh để những cái video tiếp theo mà chúng tôi review về điện thoại Vertu thì anh em có thể xem được một cách sớm nhất và update kịp thời nhất. Xin cảm ơn anh em.